Trong những buổi đồng vị đại diện được trở về từ gia đình họ nhà trai sẽ cùng khởi thân đứng dậy để cùng trở về với sân khấu hạnh phúc này, và chúng ta sẽ cùng đến với lời phát biểu của vị đại diện gia đình họ nhà trai trong ngày hôm nay. Một lần nữa con xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái trong buổi lễ phục quy hôm nay thì sau khi được gia đình nhà gái chấp thuận cho chúng tôi dâng lễ ăn hỏi và lễ xin cưới, và đã thống nhất được cái chương trình để đón dâu về tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Hôm nay chọn ngày lành tháng tốt là ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Gia đình nhà trai chúng tôi phái đoàn gồm có bà nội cháu và các cô, các bác, các ông, các bà và anh em bạn bè đã đến hôn trường của nhà gái, và chúng tôi xin có cái lễ để xin dâu để chúng tôi báo cáo với gia tiên cũng như là báo cáo với các cụ công, các bà bên nhà gái và bố mẹ cháu Ngọc để được đón cháu Ngọc về tổ chức lễ thành hôn cho cháu, để cháu Ngọc chính thức trở thành dâu con của gia đình nhà trai chúng tôi. Xin cảm ơn các quý vị trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, và theo như lời phát biểu của vị đại diện gia đình họ nhà trai ngay lúc này đây, thì ngay bây giờ gia đình họ nhà trai trở về đây cũng có một cơ trầu, đó chính là cơ trầu xin dâu. Và ngay bây giờ để được sự đáp thuận, được sự đồng ý của gia đình họ nhà gái, thì ngay con xin được trân trọng kính mời một vị đại diện được trở về từ gia đình họ nhà gái sẽ cùng trở về với sân khấu để cùng có đôi lời đồng ý đáp thuận dành tình cảm cho họ nhà trai trong ngày hôm nay. Một lần nữa con xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể hai họ, kính thưa hội hôn, trước hết xin phép tôi được thay mặt gia đình họ nhà gái xin qua lời chào trân trọng, kính chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị của cả hai họ nhân dịp năm mới luôn luôn mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc. Buổi lễ vu quy của cháu Ngọc và Nghĩa sẽ thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể hội hôn, về thành phần họ nhà gái tham dự lễ vu quy hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các cụ là bậc ông bà bên nội bên ngoại, có ông trưởng họ từ quê hương ở Gia Viễn Ninh Bình cũng có mặt, có các cụ là bậc ông bà, cô dì, chú bác, cậu ruột bên nội bên ngoại của cháu Ngọc cũng có mặt, đề nghị hội hôn chúng ta cho một tràng pháo tay. Xin trân trọng giới thiệu có ông bà Cường Sinh, thân sinh cháu Ngọc, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Về dự lễ vu quy còn có anh em bên nội bên ngoại, bạn đồng nghiệp cơ quan của gia đình, bạn bè của cháu Ngọc và của gia đình, bà con nhân dân ở nơi gia đình cư trú thuộc phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Kính thưa toàn thể hội hôn, tình yêu thì có thể nói là các cụ thường nói là có khi chuyến đò cũng nên quen, mà nếu đã có duyên phận. Qua quá trình học tập công tác, cháu Ngọc và cháu Nghĩa gặp gỡ nên quen, thế tâm đầu ý hợp đã nảy sinh tình cảm, tình yêu nam nữ đôi lứa, và các cháu có nguyện vọng là muốn cùng gắn bó với nhau suốt cuộc đời này. Tình yêu của các cháu đã được hai họ, hai gia đình cho phép, được cơ quan đơn vị của các cháu nhất trí và vun đắp, tình yêu nay đã chín muồi, được sự thống nhất của hai họ, hai gia đình và được phép của chính quyền hai địa phương ở xã Phong Phú, huyện Tân Lạc và thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn. Hôm nay vào giờ này,
là giờ đẹp của ngày lành tháng tốt. Họ nhà trai, ông bà Thanh Long, thân sinh cháu Nghĩa, cùng các cụ bên họ nhà trai có cơi trầu, xin dâu. Qua ý kiến phát biểu của vị đại diện họ nhà trai thay mặt cho họ nhà gái, tôi hoàn toàn nhất trí và xin được nhận cơi trầu. Và cũng chính từ giờ phút này, báo cáo với lại hai họ là gia đình họ nhà gái chính thức đã nhận cháu Nghĩa làm rể và cho phép cháu Ngọc được về trở về nhà chồng ở tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc để họ bên họ nhà trai tổ chức lễ thành hôn cho các cháu nên vợ nên chồng. Xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của cả hai họ để chứng kiến ngày vui hạnh phúc trăm năm của các cháu và chung vui cùng với hai họ hai gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây xin mời đại diện của hai họ cùng lên sân khấu này để chào và nhận lễ cưới chồng. Đó là bà Sinh, thân sinh cháu Ngọc, và một bà Hoan đại diện bên họ nhà trai, thì cùng lên sân khấu để chào và nhận cưới chồng xin dâu của nhà trai. Kính thưa quý vị, với cưới chồng xin dâu của họ nhà trai trong ngày hôm nay, đã mong muốn rằng tất cả quý vị, đặc biệt là gia đình họ nhà gái, có thể cho chú rể chàng rể hiền rể thảo Dương Nghĩa có thể được trở về với gia đình họ nhà gái, và ngay lúc này có thể thắp nén hương kính cáo ra tiên tổ đường đầu tiên để báo tới gia yết tổ đường. Và ngay bây giờ thì xin mời gia đình nhà trai cùng với phụ mẫu của cô dâu hiền dân tộc Hồng Ngọc, đó chính là bà Vũ Thị Hồng Sinh, sẽ cùng trở về sân khấu và một bên trao và một bên nhận cơ trở xin dâu này. Một lần nữa xin được chuyển lời mời tới tất cả quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị, các quý tân mến, khoảng này bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chào đón tân lang của tân gia nhân. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị, qua cách tân mến, dấu ấn ngày chung đời đầu tiên, khoảnh khắc mà Hồng Ngọc cùng Dương Nghĩa được chào đón cho những tình cảm thân thương mà hai bên gia đình chúng ta đã cùng vun vén. Bởi lẽ khoảnh khắc giao thoa đất trời, thu đi đông về chính là khoảnh khắc tình yêu được lên ngôi, chính là khoảnh khắc cho các đôi nương tìm về bên nhau xây dựng tổ ấm lâu bền. Quý hôm nay cũng như chúng tôi đã đến thấy đoàn nhà trai đã có ý kiến và có lễ xin dâu đã được nhà gái chấp thuận. Hiện nay là cũng sắp đến giờ để chúng tôi có thể đón cô dâu, thì chúng tôi xin ý kiến của các cụ ông các bà trong cái đoàn nhà gái là đúng 14 giờ 20 phút thì chúng tôi được đón cô dâu, đó là giờ đẹp nhất. Thì từ nay giờ cho đến lúc 14 giờ ấy, thì có thể là bên nhà gái có thể tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đôi cô dâu chú rể. Và chúng tôi cũng xin kính mời đoàn của nhà gái cùng về với hôn trường nhà trai chúng tôi, đưa cháu Hồng Ngọc về để tự tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Và chúng tôi cũng kính mời các ông các bà về dự chúng tôi thân mật cúng kính trọng nhạc để chúc phúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Đấy là mấy bài hát là hết mà. Kính thưa toàn thể hội hôn, cũng như ban đầu đại diện cho hai họ cũng đã phát biểu, đã có sự thống nhất của hai họ thì đúng giờ đẹp nhà trai sẽ xin dâu về Tân Lạc để tổ chức hôn lễ cho hai cháu nên vợ nên chồng. Còn về phía nhà gái thì chúng tôi đã nhận cháu Nghĩa là rể và cho phép cháu Ngọc được về nhà chồng trên Tân Lạc, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc để gia đình họ nhà trai tổ chức hôn lễ. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí những ý kiến của vị đại diện họ nhà trai và cũng mong là hai họ chúng ta hết sức ủng hộ chung vui cái ngày vui hạnh phúc trăm năm của hai cháu
và ngày vui của hai họ, hai gia đình. Chúng ta đi đưa dâu thật đông và gọi nhà gái chúng ta lên để cùng với nhà trai hai họ chúng ta sẽ hòa làm một. Mà chỉ còn ít phút nữa thì có thể tuyên bố là hai họ chính thức là thông gia và sẽ nhận hai con hai cháu sẽ thành dâu thành rể ở tại nhà trai. Mong nhờ cái tình cảm của con cháu xuất phát từ tình yêu con cháu mà hai họ chúng ta sẽ gắn kết thành tình thông gia chung một nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, và ngay bây giờ con cũng xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng trao cho nhau những cái nắm tay thật chặt để kết nối nghĩa tình thông gia và cũng là để cho nhà nhiếp ảnh gia sẽ cùng ghi lại khoảnh khắc đẹp này. Và ngày hôm nay chúng con cũng được trở về từ ban nhạc Đức Tuyển, cũng xin được kính chúc cho tình cảm thông gia hữu hảo của hai gia đình chúng ta sẽ luôn luôn gắn bó bền chặt keo sơn để hướng tới niềm vui, niềm hạnh phúc vẹn tròn cho các con và là những người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng một công trình mang tính vĩnh cửu, ngôi nhà hạnh phúc được viết chung tên trên đời con trẻ. Rằng gia đình là thế đấy có tôi, nhìn ăn nhìn ở nhìn lời mẹ cha, nhìn cho nên cửa nên nhà, nên kẻ nên cổ nên xà tử vong. Mà hai con nay đã là vợ là chồng, thì hai con làm sao cho khéo để giữ chữ bền cho con? Chồng con là rất thương thương, chồng người ai đó rất sâu hơn mặt người, mời ăn mời ở trong nhà, thì con cũng thực hiện tất cả của lòng. Về mối quan hệ của bố mẹ, tuy rằng so sánh về vật chất không lớn lao đâu, nhưng về tinh thần, về tình cảm, về ý nghĩa, đó là tất cả những gì mà bố mẹ đã dành dụng cho con suốt bao năm qua để dạy tặng cho con từ khi thức tỉnh. Và hiện diện tại sân khấu chính ngay lúc nào đây, đó chính là ông bà nội thân yêu của cô dâu Huyền Giang Hỏa Hồng Ngọc, cũng đã trở về với sân khấu để cùng dành tặng tới cho hai cháu yêu của mình và những món quà về ý nghĩa, về tinh thần. Và thông báo rằng hai cháu của mình sẽ luôn phải sống tốt đời đẹp nào như hai bên gia đình đã hoàn thành. Và hiện diện tại sân khấu chính ngay lúc này đây, đó chính là người bà ngoại thân yêu của cô dâu Huyền Giang Hỏa Hồng Ngọc, người bà thân sinh. Bà cũng rất mong muốn rằng hai cháu sẽ luôn phải sống hạnh phúc, sống trăm năm với nhau cho tới đời bà sang lại. Và sau đây đến giờ đẹp, xin mời các cụ, các ông bà, các bác, anh chị cùng hai đoàn chúng ta hòa nhập thành một để đưa cháu Ngọc về nhà chồng tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc để tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Xin trân trọng cảm ơn ạ.
quan khách, quý ông bà đại diện họ nhà trai, họ nhà gái cùng với toàn thể quý vị có mặt tại trung tâm hôn trường này hôm nay thân mến. Và thật đúng là hôm nay thì trời nhẹ lên cao, ở đâu có cuộc vui nào vui hơn mà khí sắc trong tiết trời hồng, ở đây có cuộc tân hôn nồng nàn mà rộn ràng khắp phố trong làng, chứng trong hạnh phúc giữa nàng cùng anh, lời đầu tiên trong ngày vui và ngày hạnh phúc của lứa đôi Dương Nghĩa Hồng Ngọc. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được gửi lời chào, lời cảm ơn nồng nhiệt nhất tới toàn thể quý vị đã dành thời gian trở về chung vui tham dự đại lễ của gia đình chúng tôi hôm nay. Xin quý vị một tràng vỗ tay đầu tiên để chúc mừng cho cả đôi bên gia đình hôm nay ạ. Và cho phép những người thực hiện chương trình chúng tôi xin được gửi tới toàn thể tất cả quý vị lời chúc mừng năm mới, chúc cho một năm hạnh phúc an khang, vạn sự như ý, gặp nhiều tình cảm và hơn nữa gặt hái được nhiều thành công trong một năm mới sắp tới với toàn thể tất cả quý vị có mặt tại trung tâm hôn trường hôm nay. Và chắc chắn rồi, không kể về nhiều lý do, chắc hẳn quý vị đều có hiểu chung cùng với ban tổ chức và hôm nay sẽ sự đồng ý của chính quyền đơn phương và sẽ sự tìm hiểu thành công và tình yêu đầm thắm của đôi bạn trẻ Dương Nghĩa và Hồng Ngọc và sẽ sự tán thành giúp đỡ vun vén hạnh phúc của cả dòng họ bên nhà trai, dòng tộc bên nhà gái để ban tổ chức lựa chọn ngày giờ đẹp nhất, tức ngày 20 tháng 2 năm 2019 và cũng là ngày 16 tháng 1 năm Kỷ Hợi trên quê hương phố Lồ, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình để ban tổ chức được cử hành hôn lễ. Dưới sự có mặt trên sân khấu là tân chú rể Dương Nghĩa, tân cô dâu Hồng Ngọc và hai vị song thân phụ mẫu xin thành ra chú rể là ông Nguyễn Chí Thanh và bà Dương Thị Hải Lâm và hai ông bà xin thành ra cô dâu Hồng Ngọc là ông Nguyễn Việt Cường và bà Vũ Thị Hồng Sinh. Và chúng tôi xin được long trọng tuyên bố lễ thành hôn chính thức sẽ duyên hạnh phúc trăm năm cho tân chú rể Dương Nghĩa và tân cô dâu Hồng Ngọc. Xin phép toàn thể hội hôn xin chính thức được bắt. Xin quý vị một tràng vỗ tay lớn để dành tặng cho các bạn trẻ của chúng ta. Xin được chân thành cảm ơn và tiếp theo chương trình không thiếu được những ý kiến phát biểu trong đại lễ hôm nay là lời chúc mừng, lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Ban tổ chức xin được long trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu hôm nay là vị trưởng đoàn đại diện cao cấp nhất họ gia đình nhà trai cùng với vị trưởng đoàn đại diện cao cấp nhất họ gia đình nhà gái. Xin mời hai vị cùng hiên diện trở về trung tâm sân khấu chúng tôi. Xin trân trọng kính mời. Kính mời ý kiến phát biểu đầu tiên đến từ vị đại diện cao cấp nhất bên phái đoàn họ gia đình nhà gái đưa dâu. Lời cảm ơn tới sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình nhà trai chúng ta và đặc biệt hơn nữa là ý kiến chính thức xin được trao cô dâu Hồng Ngọc từ giây phút này về làm dâu con bên gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn. Kính thưa các cụ, các ông, bà, các bác, các anh, các chị và các cháu thanh niên. Trước hết, tôi xin thay mặt họ nhà gái xin gửi lời chào trân trọng và chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, bà, các bác, anh, chị và các bạn thanh niên nam nữ của hai họ có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai cháu Hồng Ngọc và Trung Nghĩa hôm nay. Xin kính chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành hôn của hai cháu sẽ thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần của họ nhà gái có mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Có ông Ngọc là trưởng họ của bên nội của cháu Ngọc,
quê hương từ Gia Viễn, Ninh Bình cũng có mặt, xin cho một tràng pháo tay để nhiệt chào mừng. Có ông Cầu Bà Đành là ông bà nội của cháu Ngọc, cùng các ông bà là bậc ông bà chú bác, cô dì cậu ruột, anh em bên nội bên ngoài cũng có mặt, xin cho một tràng pháo tay ạ. Xin trân trọng giới thiệu, có ông bà Cường Sinh, thân sinh ra cô dâu Hồng Ngọc trong ngày cưới hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng ạ. Xin trân trọng giới thiệu, có bạn bè đồng nghiệp của gia đình, bà con phố xóm cận lân nơi gia đình đang sinh sống tại phố Hữu Nghị của thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn cũng đã có mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay của hai cháu, xin cho một tràng pháo tay ạ. Kính thưa toàn thể hai họ, hai con cháu của hai họ chúng ta thương yêu nhau, nay đã có kết quả, đó là hai gia đình hai họ chúng ta hôm nay cùng phối hợp tổ chức hôn lễ cho các cháu được nên vợ nên chồng. Tình yêu của các cháu đã được hai họ ra hai gia đình, cơ quan đơn vị nhất trí vun đắp tạo điều kiện, được chính quyền hai địa phương thị trấn Vụ Bản và xã Phong Phú, huyện Tân Lạc cho phép hôm nay chính thức là hai họ cùng phối hợp để tổ chức tác thành cho các cháu nên vợ nên chồng. Có thể nói là Lạc Sơn Tân Lạc dẫu xa, nhân duyên hợp lại một nhà hôm nay, đó là kết quả của một mối tình chung thủy và rất đẹp. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Xin thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin được cháu Hồng Ngọc về làm dâu con của các cụ và ông bà Thanh Long và làm vợ của cháu Nghĩa kể từ giờ phút này. Mong các cháu thương yêu nhau, cùng chia sẻ trong cuộc sống. Trong tình yêu thì chỉ thấy màu hồng, chỉ thấy những điều tốt đẹp về nhau, nhưng trong cuộc sống gia đình lại có phần khác. Cho nên là mong hai cháu thương yêu nhau, chung thủy và nhường nhịn, chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc bền lâu. Các cụ xưa đã dạy là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hạt nào. Đó là một cái phương châm sống để giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Mong các con các cháu là hạnh phúc suốt cuộc đời này. Và cũng từ phút này, chúng tôi cũng xin trao cháu về làm dâu con ông bà Thanh Long, là chính thức cũng nhận gia đình ông bà Thanh Long bên các cụ công các bà là thông gia. Các cụ ta xưa nói là thông gia như nhất gia, hai nhà như một. Cũng mong từ đây hai họ, hai gia đình chúng ta gắn bó để làm chỗ dựa, làm hậu phương vững chắc để cho các con cháu chúng ta xây dựng hạnh phúc trăm năm lâu dài. Xin thay mặt họ nhà gái, xin cảm ơn sự đón tiếp long trọng của các cụ, ông bà, các bác bên họ nhà trai. Trước khi dừng lời, xin được kính chúc các cụ, các ông bà, các bác, các anh chị, các bạn thanh niên nam nữ có mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay một năm mới luôn mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu đầu tiên, những lời vàng ý ngọc
giới thiệu với các vị đại diện cao cấp nhất họ, gia đình, nhà gái đưa dâu trong ngày hôm nay cũng đã tề tựu đông đủ tại trung tâm khán phòng, khu vực trung tâm tổ chức ngày tiền cưới của tơ bạc trẻ trong ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn là những lời trao dâu cực kỳ đằm thắm, thiết tha và mặn nồng của vị đại diện họ, nhà gái. Và sau đây đáp lại tình cảm đó là cảm ơn tới quý vị và đặc biệt là lời chính thức xin được đón nhận và xin được công nhận cô dâu Hồng Ngọc chính thức trở thành con trong gia đình, thành dâu trong gia tộc và thành vợ của Dương Nghĩa bên gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời quý vị hướng về sân khấu để chúng ta cùng chào đón ý kiến phát biểu của vị đại diện họ nhà trai hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, câu các bà, hai bên gia đình, kính thưa toàn thể hội hôn, thay mặt cho ban tổ chức lễ tình hôn và họ gia đình nhà trai, chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe năm mới tới tất cả các cụ, câu, các bà, một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các cụ, câu, các bà, hai cháu Dương Nghĩa và Hồng Ngọc đã có một thời gian tìm hiểu lâu và đã được hai bên gia đình vun đắp, đến nay cũng đã chín mồi và hai bên gia đình nhất trí tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Về phía gia đình nhà trai, chúng tôi đã làm đúng nghi thức theo phong tục của tập quán Việt Nam là có lễ ăn hỏi, lễ xin cưới và lễ đón dâu. Hôm nay tại hôn trường này thì có đoàn đại diện của gia đình nhà gái cùng với gia đình nhà trai chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tại buổi lễ này, ông đại diện gia đình nhà gái đã chính thức trao cháu Hồng Ngọc làm dâu con cho họ gia đình nhà trai chúng tôi và là vợ của cháu Dương Nghĩa. Và hai ông bà Thanh Long và Cường Sinh chính thức đã trở thành thông gia với nhau. Cũng như ý kiến của ông đại diện gia đình nhà gái, hai gia đình thông gia hiện nay là một. Chúng ta đều cùng có trách nhiệm vun đắp, chăm lo cho hạnh phúc của hai cháu, làm sao các cháu có một cuộc sống hạnh phúc, công tác tiến bộ và sống lâu, con cái đề về và hai bên gia đình đi lại với nhau càng thắm thiết hơn. Thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi chính thức là nhận cháu Hồng Ngọc là con dâu và cũng báo cáo với các ông các bà là cháu Hồng Ngọc hiện nay đã về gia đình nhà trai và là vợ của cháu Dương Nghĩa. Thì chúng tôi cũng đề nghị tất cả anh em họ hàng của bốn dòng họ hai bên gia đình chúng ta cũng đã chăm lo cho các cháu và cũng hướng về cái theo dõi cái cuộc sống và hạnh phúc của các cháu về lâu này. Thay mặt cho gia đình nhà trai cũng như các đại biểu của gia đình nhà gái tại hôn lễ này, chúng tôi xin cảm ơn các vị đại biểu tại hôn trường này, các vị đã bớt chút thời gian đến uống chén rượu nhạc chung vui với gia đình chúng tôi và chúc phúc cho các cháu. Chúng tôi thay mặt gia đình cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một cuộc sống hạnh phúc, ấm no và chúng ta luôn luôn phát triển trong các gia đình và các dòng họ. Xin cảm ơn. Và tập bánh thứ hai là tập bánh để các bạn chia sẻ niềm vui hạnh phúc tới toàn thể quý vị có mặt tại hôn trường hôm nay, khi đã dành thời gian và ngọc trở về các bạn trong đại lễ của chính mình. Và tập bánh trên cùng tức tập bánh phu thê, tập bánh để cho bạn chia sẻ ngọt ngào hạnh phúc nhất trong một đêm trong hôn. Giống như câu nói, nếu buồn chia đôi được một nửa, niềm vui gấp đôi thì lại gấp mặt lần, đúng không ạ? Xin mời các em tiếp tục trở về bên tay phải của hôn tay trái hôn trường chúng tôi ạ. Vâng ạ, và tháp ly rượu ngọt ngào sẽ đắm hôm qua niềm vui và hạnh phúc thể hiện cho tình yêu thăng hoa của hai bạn. Xin mời chú rể bạn cầm một chai rượu lên trước ạ. Vâng, sau đó bạn lắc thật mạnh lên. Vâng ạ, tiếp nối tôi xin mời bạn hãy cùng bật nắp chai rượu thật là trang trọng, thật tình cảm và cực kỳ mạnh mẽ để thể hiện tình yêu thăng hoa hạnh phúc và sự lãng mạn của bạn trong hôm nay. Cảm ơn, xin mời hai bạn đã cùng nắm tay nhau.
bên nhau. Và tất cả những cái lực bắt đầu nhiều vui mong tới và nỗi sầu thì bớt đi. Vâng ạ. Và xin các bạn quý vị cùng đứng lên sân khấu để chứng kiến cho giây phút mà hai bạn cùng bước hòa, cùng xe đấm và cùng vâng ạ. Các bạn hãy bạn đừng mất đi sự hoàn toàn phải giúp mình. Xin các em cùng hết lực nhé. Chúng tôi trong ngày hôm nay